những món đồ mà mình thường xuyên mang theo khi đi làm. Không phải là cái quạt này mà còn nghe tiếng gió nè để mà mát đâu, mà nó còn rất là nhiều cái tính năng hay mà bà con nên biết. Khó ngủ thì ngoài cái việc mà nó là một cái quạt như khi nãy bà con có thể thấy nè, nó sẽ vừa là một cái cục pin sạc dự phòng để mà cấp nguồn cho camera. Thì như với cái như thế này thì mình hoàn toàn có thể tư vấn cho khách hàng sau khi mà gắn lên á thì nó sẽ trông như thế này nha chị, nha anh. Cái góc nhìn cụ thể như thế nào mình đã cho khách hàng xem trước rồi để thuận tiện hơn. Vì lỡ như chúng ta không cho khách hàng xem trước á, rồi sau khi mà chúng ta lắp đặt xong rồi đó, khách hàng không hài lòng, chúng ta phải dời kéo nguồn lại rất là cực, tốn thời gian rất là nhiều hơn so với làm mới. Thì bà con thấy với một cái combo như thế này, một cái quạt kim sạc dự phòng và một cổng cáp ba đầu như thế này thì mình hoàn toàn có thể làm một là cấp nguồn cho camera nè, hoặc là có thể dùng đầu tai xi hoặc là dùng đầu lightning ở đây sạc cho điện thoại vẫn được. Vì vậy cái cáp sạc kèm ba đầu như thế này là món phụ kiện thứ hai mà mình thường mang theo. Chất liệu bên ngoài là bằng giấy dù nha bà con, rất là chắc chắn và ok đấy. Hay thậm chí là mình có thể cấp nguồn cho cả một mẫu camera 12V qua cái dây cáp chuyển từ 5V lên 12 ở đây. Thì với các mẫu camera hiện tại bây giờ chủ yếu là 5V và 12V là đại đa số các dòng thôi. Thì bà con thấy nè, với cái combo như thế này mình có thể dùng cho camera 5V cũng được, hay là camera 12V ở đây vẫn bình thường. Và bà con lưu ý nha, cái cách này chỉ áp dụng cho những cái mẫu camera sử dụng thẻ nhớ thôi. Có nghĩa là có tích hợp thẻ nhớ bên trên camera. Vì nó là camera không dây nên nó không cần sử dụng đến dây tín hiệu mà sẽ là bắt sóng wifi. Nên bà con có thể áp dụng cách này để cho khách hàng có thể xem trước cái góc nhìn sau khi chúng ta lắp lên nó sẽ như thế nào. Cách này bà con có thể áp dụng cho ở nhà mình cũng được, nếu như bà con mua về dùng một cục sạc dự phòng và cấp nguồn trước để xem coi chút nữa tôi sẽ lắp nó lên nó sẽ ra như thế này, tôi có hài lòng hay không. Nếu mà hài lòng sau đó chúng ta hãy kéo nguồn điện này nọ ra, nó sẽ hài lòng và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Và đây là cái món thứ ba là dây adapter chuyển từ 5V lên 12V. Cái mẫu này thì không có in số nha, có những cái mẫu nó sẽ in 9V hoặc là 12V ở đây. Còn riêng về cái quạt kim sạc dự phòng này á, thì mặc dù nó ghi pin đó là có 2000mAh thôi, nhưng mà mình đã từng test rồi là nó hoạt động mà ở chế độ thấp nhất như thế này nè là được trên 20 giờ liên tục. Bà con nghĩ sao về cái sản phẩm này? Và thậm chí á, với cái combo này nè, bà con cũng có thể áp dụng theo cái cách khác nữa nha. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái adapter chuyển từ 5 đến 12V này và cái quạt này cho cái trường hợp là những ngày cúp điện. Một là chúng ta có thể dùng nó để làm mát, hai là bà con có thể kết hợp như thế này để cấp nguồn cho modem wifi sử dụng khi mất điện. Bà con cái cách nào hay hơn hay không thì hãy chia sẻ với mình trong phần bình luận video nha, và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.